Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát và mình là Hoàng Mạnh đây. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ngồi đây để nói về một chiếc laptop của HP. Chiếc laptop này là một chiếc laptop gaming. Nếu như nhắc về laptop gaming HP thì chúng ta thường nghĩ đến dòng Omen với một cái thiết kế hầm hố sang trọng và nó có một cái tông đỏ đen cực kỳ là game thủ. Tuy nhiên thì nhắc về laptop gaming thì hiện nay HP đang sản xuất ra một dòng nữa, đó chính là gaming Pavilion. Đây là một dòng laptop gaming dành cho những cái game thủ chưa có nhiều điều kiện. Và ngày hôm nay thì năm nay HP đã cho ra dòng Pavilion Gaming thực sự là mình bất ngờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp sản phẩm này để xem tại sao nó lại gây cho mình bất ngờ nhé. Ok, và vừa rồi thì các bạn đã nhìn thấy video mở hộp của mình thì mình sẽ có những cái phụ kiện đi kèm sau đây, đó chính là một cái dây sạc, dây nguồn, dây nối dài 3 chấu cũng như là một cái cổng sạc vào đây. Chúng ta không có gì cả thì chúng ta sẽ bỏ sang một bên và bây giờ thì chúng ta đến với nhân vật chính, đó là chính chiếc laptop HP mà Pavilion khá là chất như này. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là một cái thiết kế của cái dòng HP Pavilion này nó đã khác so với năm ngoái. Năm 2018 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó tròn hơn, vuông hơn theo kiểu kim cương. Nó sẽ không còn những cái đường bo tròn ở các góc giống như năm 2017 và các dòng về trước thì nhìn nó khá cải lương. Năm nay chúng ta nhìn thấy một cái thiết kế khá là hiện đại và trẻ trung, đúng không ạ? Ngoại hình chiếc máy tính HP Gaming Pavilion này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ làm bằng nhựa và nó sẽ có một màu đen nhám. Ở đây thì những cái ai mà không sợ dấu vân tay rồi cũng như là mồ hôi tay thì chúng ta có thể dùng cái này. Còn tôi thì do là da dầu nên là tay sẽ ra rất nhiều mồ hôi, nên là nếu mà dùng cái này thì vẫn phải lau chùi cẩn thận, không là nó sẽ vẫn in ở đây. Đấy, thế mới đen. Ngoài ra chúng ta vẫn nhìn thấy là ngay ở giữa của cái chiếc laptop này chúng ta sẽ thấy logo HP được làm màu xanh và có một mặt kính ở đây nhìn rất là sang trọng. Chúng ta có thể quay nghiêng đi để nó sẽ chuyển thành màu khác. Và chúng ta thì nhìn thấy là nếu như ở cái phần bản lề, thường các chiếc laptop khác nó sẽ ở hai bên, còn chúng ta sẽ chỉ có một bản lề của chiếc laptop Pavilion này thôi. Chúng ta sẽ ở giữa, mà ở giữa đây thì họ sẽ ghi thêm một chữ Pavilion ở đây. Nhìn khá là đẹp nếu mà chúng ta nhìn nghiêng. Cơ sở của việc để bản lề ở giữa là đơn giản là bởi vì họ sẽ thiết kế hai cái khe tản nhiệt ở hai bên như này cho nó tương xứng và có thể nâng cao hiệu quả tản nhiệt cho một chiếc laptop của mình. Ở phía mặt dưới của chiếc laptop này thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có 4 cái nút cao su ở đây. Đây là cái đế cao su để chúng ta có thể kê cao lên chiếc máy của mình. Thì 4 cái nút cao su này đều được làm bằng màu xanh, nhìn khá là bắt mắt. Và nó sẽ có thiết kế không phải là mấy cái nút cao su này đều bằng nhau đâu. Hai cái nút ở đằng trước sẽ thấp hơn và hai cái nút ở đằng sau thì sẽ cao hơn một chút. Và cái điều này thì sẽ khiến là hiệu quả tản nhiệt của chiếc máy này cao hơn, bởi vì là các khe tản nhiệt nó ở dưới mà. Và bây giờ thì chúng ta mở máy lên thì chúng ta sẽ thấy là khá là đẹp, bởi vì là mở ra thì chúng ta có thể ấn tượng ngay với cái phần bàn phím của chiếc máy. Chúng ta sẽ dùng một cái bàn phím này và bàn phím full size, vì vậy nên là chúng ta sẽ cảm giác như là gõ một chiếc bàn phím thật. Hành trình phím thì khá là tốt cho những ai mà có cường độ làm việc cao, vì vậy nên là chúng ta sẽ không sợ đánh lâu thì sẽ bị mỏi tay, hay là nó sẽ không có cảm giác là ấn đã tay hay là thích mắt. Thêm vào nữa thì bàn phím ở đây đều được làm màu xanh ở các chữ cũng như là màu xanh ở các cạnh, vì vậy nên là chúng ta sẽ cảm giác gì đó nó hơi giống các sản phẩm của Razer. Nếu như bạn nào mà là fan của Razer mà mua đầy đủ các bộ gear của Razer nhưng mà không có tiền để mua laptop Razer thì các bạn có thể lựa chọn một chiếc laptop HP dòng Pavilion, nhìn nó cũng khá là tông sật tông. Một điều nữa là khi mà chúng ta mở máy ra thì cái bản lề ở giữa này cộng với lại là hai cái khe tản nhiệt ở hai bên nó sẽ cho chúng ta một cái thiết kế gì đấy khá là hầm hố. Chúng ta có thể nhìn thấy nó như kiểu là một cái cỗ máy vậy. Mà đúng đây là một cái bộ cỗ máy nha. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy vị trí của nút nguồn ở bên tay trái là một cái nút rất là nhỏ thôi để chúng ta bấm vào. Khi mà chơi game thì chúng ta sẽ không sợ bị bấm nhầm so với lại là một số cái chiếc laptop mà nó sẽ có nút nguồn ngay ở trong bàn phím. Đặc biệt chiếc laptop này sẽ được trang bị loa B&O, vì vậy nên là nó sẽ có hứa hẹn cho chất lượng rất là tốt, bởi vì đây là một cái thương hiệu làm loa khá là tuyệt vời. Về phía top pad thì chúng ta sẽ có một cái top pad khá là lớn. Về cái độ hoàn thiện, về độ di của nó thì chúng ta thực sự là chưa thích mắt lắm. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái con chuột chống cháy thôi, bởi vì chúng ta sẽ chủ yếu là sử dụng chuột khi mà chúng ta chơi game, mà chuột máy tính gaming cũng khác. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng chiếc máy này sẽ có một cái logo của Intel và một cái logo của Nvidia nữa. Thì nó sẽ sử dụng chip của Intel là Core i5 Gen 8 và một cái logo của Nvidia. Nó sẽ tùy vào từng loại, có thể là 1050 Ti hoặc là 1060, tùy vào mức tiền mà các bạn sẽ bỏ ra cho cái dòng Pavilion này. Tiếp xuống lại đây là một dòng laptop Pavilion khá là thành công của HP cho đến cái thời điểm thiết kế, bởi vì là nó sẽ có một cái thiết kế khá là mới theo hướng là kim cương thay vì cái hướng cải lương bo tròn các góc như các năm trước thì mình không thích. Năm nay thì có một cái thiết kế trẻ trung mới mẻ và được làm tông đen và xanh lá cây, cực kỳ là bắt mắt, giống như kiểu màu của Razer, vì vậy là mình rất là thích. Về các cổng kết nối thì chúng ta sẽ có bên tay phải chúng ta sẽ có cổng nguồn USB Type-C, hai cổng USB 3.0 và một cổng mạng LAN. Ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có hai cổng USB, một cổng USB Type A. Thêm nữa thì nó sẽ có khe cắm thẻ nhớ SD nhá. Rất là tiện cho những ai mà chụp ảnh xong là có thể dựng video trên chiếc máy này luôn. Ví dụ như mình chẳng hạn. Tiệu chung lại thì khi mà chúng ta mở hộp chiếc laptop HP Pavilion Gaming này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một chiếc máy có thiết kế mới mẻ, trẻ trung và nó khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ được cái sự sang trọng và lịch lãm của nó. Chúng ta sẽ có một cái bàn phím có thể nói là hành trình phím tốt và có thể cho chúng ta hoạt động trong nhiều giờ mà không cảm thấy mỏi tay. Và nó sẽ có đầy đủ các cổng kết nối. Và tiệu chung lại đây là một chiếc laptop có ngoại hình khá là tốt. Mình rất là ưa thích cái chiếc laptop HP Pavilion này. Còn về cái việc mà đánh giá hiệu năng thì chúng ta sẽ để ở một video sau. Hy vọng rằng các bạn sẽ đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.